Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 10, thưa ủy quyền của quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có ông Ca Bác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành và các ban đảng của Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin một số nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, bao gồm chủ đề, tiêu đề báo cáo chính trị, các chương trình hành động của đại hội, đại biểu tham dự đại hội. Về thời gian và địa điểm, đại hội sẽ diễn ra vào các ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu của tỉnh Lâm Đồng tham dự đại hội gồm có 16 người do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Triều làm trưởng đoàn. Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cần đảm bảo tốt các điều kiện cho đoàn đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mong muốn các đại biểu phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho đại hội, góp phần xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quà động viên đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.